Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món gà nổ muối hay còn gọi là gà hấp muối Một món ăn ngon rất là dễ làm và rất là bổ dưỡng luôn Thịt gà hấp muối thì rất là ngọt ngon Rồi dai dai nữa Ăn rất là ngon tuyệt vời luôn Rồi kết hợp với vị cay của ớt, cay của tiêu Rồi vị hương thơm đặc trưng của xã Rồi một số gia vị và một số nguyên liệu khác nữa tạo nên món gà hấp muối rất là thơm ngon tuyệt vời trong một bữa tiệc gì đó hay là một bữa ăn ở gia đình mà có món gà hấp muối thì khỏi phải nói ai cũng khen ngon dữ lắm ngon luôn và ăn vài không hề ngán luôn á quý vị các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có hôm nay mình sử dụng một con gà ta gà giường ở nhà mình nuôi luôn á quý vị gà này thì khoảng một ký tư mình đã làm sạch rồi hồi mình sẽ rửa qua rượu trắng và đây là nửa chén rượu trắng này quý vị mình rửa rượu gốc luôn nha quý vị cho gà nó bán đi cái mùi tanh của gà tiêu ớt các tép tỏi củ hành tím sả tế tôm các cây sả khoảng 400 g sả cây ấy, quý vị gia vị thì gồm có muối bột ngọt bột niêm đường cá nước mắm và hai bịch muối hộp hai bịch muối này thì khoảng 600 g và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị trước tiên thì mình sẽ cho ruột trắng lên mình gà để mình rửa sơ qua củ trắng nha quý vị hồi nãy mình đã rửa qua muối rồi bây giờ mình sẽ rửa qua củ trắng nữa để cho thịt gà của mình nó sẽ thơm hơn ngon hơn các cây xả thì mình đập cho nó dập dập mình đập mạnh mạnh tay vào nghe quý vị cái phần gần gốc và cái phần gần phía lá của cây xả luôn để nữa mình à, lót trên cái phần muối đó quý vị, rồi sau đó mình à, để gà lên mình hấp, rồi mình khứa ra làm hai nha quý vị. Tại vì mình để nguyên cây thì nó rất là dài, cho nên mình khứa ra làm hai. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho nó à, nhuyễn ra luôn. Để nữa à, mình làm à, nước ốp mình ốp vào con gà nghe quý vị tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn để nữa mình làm nước ớt ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn một phần thì mình sẽ cho vào trong cái nước ớt và một phần thì mình sẽ cho vào trong muối tiêu chanh để cho nó có vị cay cay của ớt cũng rất là ngon và phần tiêu hộp đó quý vị khoảng 2 muỗng canh tiêu hộp thì mình cho vào trong cái cối rồi sau đó mình tán nhuyễn ra và sau một hồi mình đã băm thật là nhuyễn ra nè quý vị hôm nay mình sử dụng tiêu hộp cũng rất là nhiều luôn nhà mình ăn rất là cay cho nên mình xài tương hộp rất là nhiều nghe quý vị và bây giờ mình cho một muỗng cà phê muối bọt vào trong cái chén khoảng nửa muỗng canh bột ngọt để mình làm nước ớt mình ớt vào gà nghe quý vị khoảng nửa muỗng canh bột niêm khoảng một muỗng canh đường cát nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng canh nước mắm vào các gia vị thì mình cũng ước chừng hơn nha quý vị cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình ớt sao cho nó vừa ăn sả tế tôm thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh sả tế tôm vào sả tế tôm thì nó góp phần làm cho cái màu của gà mình đẹp hơn nha quý vị khi mà mình hấp muối và phần tiêu xay tiêu nãy mình băm nhuyễn đó quý vị thì mình cho một muỗng cà phê vào hành tím thì mình cho hết vào luôn và wow, cái phần tỏi băm nào quý vị mình cũng cho hết vào luôn, cũng khoảng một muỗng canh tối băm và wow, ớt thì mình cho cũng một ít vào luôn rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị và các nguyên liệu mình cho vào trong cái chén đó quý vị nó đảo đều lên, hồi mình sẽ ốp vào trong gà trước khi mình hấp muối nha quý vị cái phần nước ốp này cũng rất là quan trọng nó cũng có thể quyết định món gà hấp muối của mình ngon hay không nữa nha quý vị và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ốp lên mình gà luôn gà thì mình nên chọn gà khoảng từ ký ba ký tư hoặc ký gửi là ngon nhất nha quý vị mà phải gà giường gà ta mình đó quý vị nó dày dài thì mình hấp nó ngon tuyệt vời luôn mình cho đều lên mình gà luôn nghe quý vị rồi hồi mình sẽ tha dòng dòng gà cho giáp luôn cái phần nước ớt này mà hôm nay mình sử dụng cũng rất là nhiều để cho gà hấp muối của mình nó sẽ được đậm đà hơn và bây giờ mình sẽ tha cái phần nước ớt cho nó hấm đều vào con gà nghe quý vị mình làm giống như là massage gà vậy đó khi mà mình đã tha đều lên gà rồi thì mình sẽ để khoảng 30 đến 40 phút nghe quý vị trước khi mình hấp tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng hấm sâu vào con gà rồi sau đó mình hấp muối nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon luôn hôm nay mình sử dụng gà ký tư là vừa nghe quý vị và mình cũng tha trong cái phần bụng của con gà luôn mình tha đều và giáp hết luôn nghe quý vị và cái phần mà nước ớt mà mình tha ra một hồi đã giáp hết mà còn dư đó quý vị thì mình sẽ cho vào trong bụng gà luôn để, để khi mà hấp á quý vị thì cái phần nước ớt mà nó sẽ hấm từ trong bụng gà hấm ra rồi mình ốp từ phía ngoài thì nó thấm từ ngoài vô nghe quý vị sau đó mình lấy cũng dây xả quý vị mình cuột lại nghe quý vị để khi hấp nó không có bị chèn ra cái phần nước ốp của mình đó quý vị và bây giờ mình bắt cái nồi lên mình cho hai bịch muối vào hai bịch muối này thì khoảng 600 g nghe quý vị rồi sau đó mình đây là đũa mình tán cho muối nó đều đều ra. Rồi mình sẽ cho các cây xả vào. Mình lót lên trên phía trên của cái muối nha quý vị. Thì sau đó mình sẽ cho nguyên gà vào. Gà hấp muối thì mình làm cũng rất là đơn giản. Và cũng rất là nhanh luôn. xả nhiều thì góp phần làm cho món gà hấp muối của mình thêm thơm ngon, ngon hơn nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho nguyên gà vào. Mình cho lên trên vào. qua Và hai cái chân của con gà thì mình sẽ cho vào trong luôn. Và cái phần nước ớt còn dư nè quý vị, mình sẽ cho vào trong cái bụng gà luôn để khi hấp nó sẽ thấm từ từ vào trong thịt con gà hấm từ từ ra ngoài luôn nha quý vị nó sẽ đậm đà hơn thơm ngon hơn và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và cái thời gian mà mình hấp thì cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ và bây giờ mình làm muối tiêu chanh luôn nha quý vị mình cho một muỗng canh muối bọt vào trong cái dĩa khoảng 3 muỗng cà phê tiêu xay tiêu hôm nay mình cho rất là nhiều nha quý vị rồi mình cho khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, rồi sau đó mình đảo đều lên phần muối tiêu chanh mình làm thì cũng rất là đơn giản luôn và gà hấp là chấm với muối tiêu chanh là đúng bài luôn nghe quý vị và mình cho một ít ớt vào luôn mình để một bên thôi khi nào ăn thì mình sẽ để đều ra nghe quý vị và mình để miếng chanh lên luôn và nãy giờ mình hấp nó cũng đã khoảng hơn nửa tiếng rồi đó quý vị và trong cái thời gian mà mình hấp mình để lửa riêu riu hơn nha quý vị để cho gà hấp của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm gia vị từ từ đó quý vị thấy rất là hấp dẫn luôn nãy giờ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đó quý vị mình chỉ dở ra hầm chừng nha quý vị rồi mình hấp thêm khoảng nửa tiếng nữa và bây giờ mình đậy nắp lại và sau một hồi khoảng một tiếng đồng hồ rồi đó quý vị và gà hấp muối của mình hay gọi là gà nấu muối đó quý vị đã chín rồi nào quý vị quà wow, mình biết chín hay chưa mình lấy chiếc đũa mình xơm vào đó đã đụng rồi là gà đã chín hay nghe quý vị quà mình để hai ba trái ớt lên trên chủ yếu mình tượng trưng cho nó đẹp thôi rồi mình tắt lửa luôn nghe quý vị đó gà hấp muối đã chín rồi, sau hơn một tiếng đồng hồ Mình làm và hấp Rất là hấp dẫn luôn Trông rất là đẹp mắt luôn Món gà hấp muối Và bây giờ mình sẽ Gắp gà ra dĩa luôn à, Chuẩn bị mình dùng Và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị nguyên gà hấp muối đã chín rồi khi nào ăn thì mình sẽ xé ra nghe quý vị và mình xé ra hoặc là mình lấy kéo mình cắt ra cũng được cắt ra thì nó sẽ đẹp mắt hơn còn xé thì nó sẽ ngon hơn và gà hấp muối đã chín rồi đó quý vị một món gà hấp rất là ngon và rất là dễ làm làm cũng rất là đơn giản rất là nhanh gà thì rất là ngọt nè mình hấp gà ta cho nên nó dai dai nữa ăn rất là ngon luôn rồi mình kết hợp với vị hương thơm của xã rồi vị cay của ớt của tiêu và một số nguyên liệu gia vị khác nữa tạo nên món gà hấp muối hay gọi là gà nấu muối đó quý vị rất là ngon tuyệt vời luôn và món này rất là được ưa chuộng luôn nhất là trong các bữa ăn ở gia đình hay một bữa tiệc gì đó và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi cơ món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau cảm ơn quý vị đã theo dõi cảm ơn quý vị rất nhiều